Một tay cơ thủ phá bi với lực cực mạnh khiến bi bay lủng cả nóc nhà. Anh chàng đã dùng hai lực cơ để mồi và phá, lực rất mạnh khi bi trắng chạm vào các bi con đã bay thẳng lên trời. Lực bắn này rất mạnh khiến một bi trong bàn đã bị vỡ và lủng trần nhà. Anh chàng còn kêu chủ quán lại lấy cái bi trắng dùm để chơi tiếp rồi lát nữa về tính tiền em đền luôn cho nha.